Gần đây, trên Dân Làm Báo có đăng tải bài viết Việt Nam có tự do tôn giáo không? Của Phạm Trần, xin khẳng định rằng ai cũng thích có cuộc sống tự do, tự tại, hưởng thụ những thú vui của mình mỗi ngày. Nhưng tự do gì thì cũng phải có giới hạn, khuôn khổ. Vậy tự do nên hiểu như thế nào? Trước đây, khi đất nước bị thực dân, đế quốc xâm chiếm khiến cho đời sống nhân dân ta đói khổ, cùng cực. Khi đó, tự do là đấu tranh cho độc lập tự do của đất nước, đấu tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Sau khi độc lập, nhân dân được sống trong môi trường hòa bình tự do, nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế và thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần, an sinh xã hội. Đó là tự do. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu tự do là khi người dân sống trong một đất nước, một quốc gia, họ được bảo đảm về các quyền và lợi ích chính đáng. Ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền công dân, Điều 14 Mục 1, ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên không thể vin vào việc được đảm bảo quyền tự do của công dân để tự cho mình cái quyền ai thích làm gì thì làm. Điều 14, Mục 2, Hiến pháp nói, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Nếu lợi dụng quyền tự do để làm những việc tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, làm rối loạn trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết thì đương nhiên là không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Nói về tự do tôn giáo, trước hết phải khẳng định nhà nước Việt Nam rất tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Điều này cũng được quy định trong Hiến pháp, Điều 24. Một, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Tuy nhiên ở đây cần phải hiểu nhà nước ta cho phép công dân được quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không được phép lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Nói đến quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhà nước ta vẫn luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Hiến pháp cũng đã quy định tại Điều 25 công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Tuy nhiên tự do gì thì cũng phải trong khuôn khổ, giới hạn, thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của mỗi quốc gia. Không thể lợi dụng điều này để làm những việc ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Mọi người có quyền tự do phát ngôn nhưng không được phép nói xấu, bôi nhọ, vu khống người khác, làm tổn hại đến an ninh quốc gia, dân tộc. Ở nước ta mọi người được bảo vệ, đảm bảo quyền tự do, dân chủ, được sống trong môi trường hòa bình, ổn định. Và như vậy mọi người phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ. Những người lợi dụng danh nghĩa tự do, dân chủ để nói xấu đảng, chế độ, chống phá, kích động gây mất đoàn kết là tội phản bội Tổ quốc cần bị lên án và xử lý theo quy định pháp luật.